Diễn viên CT cho thuốc để tăng sự dũng cảm của đàn ông. Ảnh cắt từ clip trên đây là ý kiến của độc giả xung quanh câu chuyện nghệ sĩ tham gia vào quảng cáo bẩn mà giới trẻ phản ánh. Theo đó, trong thời gian qua, quảng cáo chất lượng kém tiếp tục diễu hành trên một môi trường kỹ thuật số với nhiều hình thức. Cụ thể, trong lĩnh vực giải trí, một số nghệ sĩ bị kết án bởi dư luận khi quảng cáo thuốc và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Tồi tệ hơn, có những nghệ sĩ đang khó hiểu khi quảng cáo tất cả các loại chữa trị cho tất cả các loại bệnh khác nhau, xương và khớp, tê ở chân tay, bệnh trĩ, tiểu đường, thuốc kích thích tình dục. Bên cạnh đó, cũng có những nghệ sĩ nói rằng là nạn nhân khi họ bị các thương hiệu đánh cắp hình ảnh để đưa vào quảng cáo. Nói về vấn đề này, nghệ sĩ nhân dân Trang Ngọc Giao đã được chứng minh là rất cấp bách và cho rằng luật pháp nên có nhiều hình phạt hơn để cải thiện sự răn đe cho các nghệ sĩ liên quan đến quảng cáo. Bày tỏ ý kiến, nghệ sĩ của mọi người Trang Ngọc Giao than: "Tôi đã thấy nghệ sĩ quảng cáo thuốc này và thuốc này mà cần, tôi gọi để hỏi, họ bảo quảng cáo, không biết sản phẩm. Nghe có vẻ rất buồn." Ngoài ra theo ông Trang Ngọc Giao, ở đây đã đề cập đến trách nhiệm của các nghệ sĩ vĩ đại, nhưng chỉ có trách nhiệm với cộng đồng là không giới thiệu các sản phẩm mà chú ý đến chất lượng, mọi người. Tôi hy vọng rằng các nghệ sĩ nhận được quảng cáo cũng cần phải hiểu giới hạn ở đâu. Hãy nhớ những gì tôi nói, mọi người đang lắng nghe và mọi người tin tưởng tôi. Tôi nghĩ rằng luật pháp cần nhiều hình phạt hơn cho trường hợp này là răn đe, khi các nghệ sĩ quảng cáo có thể nhận được tới 500, 700 triệu đồng, nhưng tiền phạt hành chính chỉ là Việt Nam đồng 5, 7 triệu. Mọi người không sợ, nghệ sĩ của mọi người Trang Ngọc Giao nói. Đồng ý với người đứng đầu Hiệp hội Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều độc giả nghĩ rằng ý tưởng này rất chính xác và hy vọng rằng chính quyền phải mạnh mẽ hơn để mong muốn loại bỏ quảng cáo bẩn có xu hướng hàng ngày. Một trong những công chúng quảng cáo thực phẩm chức năng chưa được xác minh, người thân của tôi lắng nghe tiền bị mất, trước, độc giả Vo Thi Ngọc Nhan đã viết. Cùng quan điểm, độc giả Phạm Thai treo lên: "Tôi có nhiều lần ý kiến về những người đã ảnh hưởng đến công chúng đi quảng cáo, rất bẩn. Đặc biệt là nữ diễn viên CT tiêu trong video phát trên mạng về thuốc cho nam giới, xương và khớp. Phải mạnh mẽ hơn để mong đợi loại bỏ quảng cáo bẩn." Độc giả Huế đề xuất phúc phạt rất nặng và bị cấm trong 2 năm. Về hình ảnh của nghệ sĩ bị lợi dụng, người đọc Chuyển đổi AG đề xuất chỉ cần trừng phạt nghệ sĩ để quảng cáo bẩn. Và nếu bất kỳ thương hiệu nào sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ có quyền kiện thương hiệu đó. Bạn quan tâm và muốn chia sẻ thêm điều gì? Theo ý kiến của bạn, những biện pháp nào để loại bỏ các hành vi quảng cáo, vi phạm quảng cáo về văn hóa, phong tục tốt và truyền thống? Tất cả các phản hồi, đề xuất, quyên góp, vui lòng gửi đến phản hồi trong ngày bình luận theo bài viết. Khám phá để chữa trị vấn đề quảng cáo thuốc chữa bách bệnh, thực phẩm chức năng dí dỏm có xu hướng tăng lên ngày hôm nay. Theo bạn, bạn có thể chọn một mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Bị trừng phạt các cơ sở quảng cáo dí dỏm kiến khác.